Kính thưa anh chị em, từ tin hành lang, tức là của người này người kia trong giáo xứ, tôi biết rằng có rất là nhiều gia đình ngày Labor Day weekend này, Labor Day weekend đã đi chơi xa. Có nhiều gia đình đi chơi xa, nhưng mà tôi lại nhìn xuống lại thấy lễ ngày hôm nay nó có phải là thưa thớt đâu. Như vậy cũng có nghĩa rằng có nhiều người từ xa tới với cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Ai là người gọi là từ xa đi hành hương hay đi du lịch, xin giơ tay xem nào. Ồ, giơ cao cao lên coi. Ồ, đông quá. Chúng ta hân hoan đón chào mọi người. Anh chị em đang làm gương sáng cho cộng đoàn giáo xứ chúng tôi ở cái chỗ là đi chơi nhưng mà không quên bổn phận, phải không? Bổn phận đó là gì? Anh chị em đang thực thi gọi là luật Chúa truyền giữ ngày. Ngày gì? Labor Day. Giữ ngày Chúa Nhật. Và đó là lệnh truyền mà Thiên Chúa không phải chỉ có gửi cho dân Do Thái mà cho tất cả mọi người tin vào Chúa. Ngày hôm nay chúng ta gọi là đạo Kitô giáo. Anh chị em chắc là nhiều người cũng biết là Do Thái giáo người ta có nhiều luật lắm. Có 613 luật. Nào là luật viết trong Thánh Kinh, nào là luật truyền miệng, rồi nào là luật đó là từ tập tục truyền thống ở trong dân tộc. Bây giờ nó nhiều như thế này, bây giờ làm sao đây? Thế cho nên là thời Chúa Giê-xu có những người tới hỏi: Thầy, đâu là giới răn quan trọng nhất? Đâu là giới răn chính để chúng tôi cứ nhắm theo đó mà làm? Còn trước Chúa Giê-xu 500 năm người ta đâu có biết. Người ta mới với là 613 luật như vậy á, người ta mới ngồi xuống các kỷ lục á, sắp xếp lại có thư tử lớp lang để làm gì? Để giúp cho người ta dễ nhớ và dễ sống thôi. Nhưng mà khi người ta làm như thế thì cũng muốn truyền đạt cho dân chúng với một cái tâm tư như thế này. Đó là Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Thánh và dân là những người được Chúa chọn. Thế cho nên phải làm sao để dân cùng sống xứng đáng trong cái sự hiện diện thánh thiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, thế cho nên chúng ta phải sống như thế nào cho xứng đáng với sự thánh thiện của Ngài. Thế cho nên phải làm sao để mà tránh đi những cái gì gọi là ô uế xấu xa. Anh chị em thấy cái điều hay không? Nói về luật nhưng mà cuối cùng là hướng người ta tới vấn đề sống làm sao cho thánh thiện, tránh đi những cái gì gọi là ô uế. Và rồi khi dân được mời gọi sống như thế, họ nhìn vào các tư tế là những người lo việc thờ phượng Chúa, dân của lễ thế này thế kia, thấy những tư tế họ giữ những cái gì? Nào là tránh rắn rít này, không được đụng tới những cái loài bò sát này, không được đụng tới là máu này, không được đụng tới người cùi này, không được đụng tới người chết này, không được đụng tới những cái người đàn bà bị ô uế này. Bởi vì như vậy là họ sẽ bị ô uế. Và khi mà bị ô uế như vậy thì phải có một cái nghi lễ tẩy uế. Cái nghi lễ đó chính là vấn đề tắm rửa. Thưa anh chị em, với một cái ý thức được truyền đạt cho mọi người dân là phải cố gắng để mà sống cho gọi là xứng đáng với cái sự thánh thiện của Chúa, làm sao để mà giữ tâm hồn thánh sạch đó. Nhưng mà từ từ người ta không còn chú trọng tới vấn đề tâm hồn nữa. Người ta không còn để ý vấn đề ở bên trong nữa, mà người ta chỉ có chú trọng với vấn đề bên ngoài. Đừng đụng tới rắn rít nha, không có được ăn chuột, không có được là đụng tới những loài bò sát nha, không được đụng tới những người cùi, người chết hay là máu gì nha. Người ta chú trọng tới vấn đề đó. Và rồi người ta chú trọng tới vấn đề tắm rửa. Nào là rửa mặt, nào là rửa tay, nào rửa chân, rửa tay, rửa đầu, đủ thứ lên hết. Và bao nhiêu cái sự bên ngoài đó người ta dùng để mà tự tôn tự phụ chính mình. Mình là ngon, mình là đạo đức. Và rồi cũng dùng những cái thứ đó để mà chỉ trích phê bình kẻ khác, như chúng ta nghe trong bài phúc âm ngày hôm nay. Thế cho nên Chúa Giê-xu đã cảnh tỉnh, đã đòi hỏi người ta phải trở về với cái gì đó quan trọng ở bên trong.
những cái yếu tố bên trong nó mới thấy ra những cái gì sâu xa bên ngoài. Chúa Giêsu đòi người ta hãy chấn chỉnh lại những cái giá trị thực sự của tâm hồn. Thế cho nên những cái gì gọi là giết người, dâm ô, thờ quấy, ngông cuồng, tán ganh tị, hả? Rồi đó là bao nhiêu sự anh chị em nghe rồi. Tất cả những cái điều đó là nó phát xuất từ bên trong tâm hồn, tâm trí của con người ta đi ra bên ngoài. Thành ra Chúa mời gọi hãy thay đổi, hãy thanh tẩy và hãy làm đẹp cái bên trong này này, để rồi ở bên ngoài nó cũng sẽ được đẹp theo. Cái nội dung của lời Chúa ngày hôm nay là như vậy. Và giáo lý của Chúa dạy cho dân Do Thái ngày xưa là như thế. Nhưng tôi muốn hỏi, biết là cái điều Chúa dạy đó cho người Do Thái nó có cần cho chúng ta ngày hôm nay không? Hay nói cách khác là vấn đề chấn chỉnh lại những cái gì giá trị của bên trong, nó có cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay không? Cần không thưa anh chị em? Tôi xin được chia sẻ với anh chị em một cái câu hỏi như thế này, một cái tâm sự như thế này mà tôi được đọc ở trên báo Đức Mẹ đó. Có một người phụ nữ viết: thưa cha, trong gia đình con có nhiều chuyện buồn phiền liên quan đến cuộc sống vợ chồng con cái. Mọi người đều nói rằng đó là vì con có cái nốt ruồi dưới khóe mắt, theo tướng số thì rất xấu. Thực ra thì con không tin những sự việc trong gia đình xảy ra ngày thực ra thì con không có tin cái chuyện đó, nhưng mà cái sự việc trong gia đình xảy ra cứ càng ngày càng tồi tệ. Như vậy, cô hỏi nếu con đi giải phẫu để lấy cái nốt ruồi dưới khóe mắt ấy ra, thì con có phạm tội là đã tin vào tướng số tử vi không? Có không? Không thưa anh chị em. Có người nói có, có người nói nó không. Chờ. Thôi thì là lơ mơ như vậy thì chúng ta phải học nhé. Trong sách giáo lý Công giáo có nói như thế này: coi tử vi, tướng số, dùng đồng bóng, thật ra là một tham vọng nắm bắt và áp đặt những quyền lực thần bí trên con người, trên thời gian, trên lịch sử, trên cuộc đời con người. Những điều này phản nghịch với sự vinh danh, tôn thờ và lòng kính sợ mà chúng ta phải dành tuyệt đối cho Thiên Chúa. Vì thế các thứ như là tử vi, tướng số, đồng bóng đối nghịch trầm trọng với nhân đức Kitô giáo. Ta biết một chút về giáo lý như vậy. Và bây giờ trở lại với cái nốt ruồi, và có khi là cái răng, cái tóc ha? Nó là những cái yếu tố bên ngoài thưa anh chị em. Nếu mà chúng ở đúng nơi, đúng chỗ thì nó đẹp, phải không? Còn khi mà nó không đúng chỗ thì nó không được đẹp. Mà nó không được đẹp thì bây giờ chúng ta làm cho nó đẹp. Mình dịch cái chỗ này, nó xịt qua cái chỗ kia cho nó đẹp. Cái chuyện đó đâu có gì gọi là tội đâu, hả? Ví dụ như là cái răng nó hô qua đi thôi, hả? Nó giống như cái bừa cào, bây giờ mình đi kẹp nó lại có gì là tội? Hay là có những cái răng mà ôi trời, nó răng nanh, hả? Ôi nó dài quá, nó giống Dracula quá, hả? Bây giờ mình phải chỉnh lại có gì là tội? Nó chỉ có cái điều lạ như thế này. Anh chị em thấy ngày xưa có những cái bài hát nó liên quan tới cái răng nanh mà mình kêu là răng khẩn đó. Ồ, người ta kêu đó là răng duyên. Một thời người ta ca tục lắm, mà sao mà bây giờ tôi thấy là có răng duyên nào người ta nhổ sạch, người ta kẹp lại cho nó đều hết. Lạ không? Rồi có những cái thời gọi là người ta thấy là răng đen, răng tuyền, tinh, gọi là đen tuyền đó là nó đẹp. Tôi coi mấy cái hình của bà ngoại với bà nội của tôi đó, nó đen thui hết rồi. Mà bây giờ đó anh chị em thấy, người ta phải tẩy trắng và làm càng trắng càng đẹp. Lạ không? Hay là thời xưa đó, mình thấy là ai mà mập mạp phốt pháp đó, là người ta kêu là có tướng. Cái này mới là chủ đó, ông chủ đó. Đây mới là gọi là phúc hậu đó. Thế mà bây giờ mầm tí là người ta đâm lo, người ta gọi là đi
đi gym, và có lẽ nó còn nhiều hơn đi nhà thờ. Thế cho nên ta thấy được rằng cái đẹp có lẽ nó cũng thay đổi theo thời gian và theo quan niệm của thời đại. Thành ra cái vấn đề mà gọi là cái sai cái tội ha, cái sai cái tội là cái chỗ người ta tôn thờ quá đáng về những cái gì gọi là vật chất, thân xác, những yếu tố bên ngoài. Tôi nghĩ rằng là nốt ruồi hay là tóc hay là tai hay là răng là nó đâu có trí khôn, nó đâu có tự do, nó đâu có sự chọn lựa, nó không có tội. Cái tội là nơi sự tự do, cái quyền chọn lựa của con người chúng ta đây này. Anh chị em có bao giờ thấy có những người là bỏ 2-3 tháng về Việt Nam để cắt mí mắt này, nâng gò má này, sửa sống mũi này, đốn cằm này, hút mỡ. Ô chà, tưng bừng 2-3 tháng luôn. Thế mà này thờ có 2-3 ngày tĩnh tâm không thấy đâu hết. Có không? Rồi thậm chí có người là bể giá máy bay rẻ tí bay ngày Chủ nhật mất lệ luôn. Có không? Thế cho nên nha, một vài cái yếu tố đơn sơ tôi chỉ có gửi lại như vậy thôi, để rồi coi thử con ngày hôm nay mình có đang chú trọng yếu tố bên ngoài mà đánh mất đi cái chiều sâu của lòng đạo bên trong hay không. Mình đang cơ gọi là nỗ lực để mà làm cho nó hoành tráng chuyện này chuyện kia, mà cái chiều sâu tâm hồn đó thì nó chẳng có gì. Thế cho nên thưa anh chị em, thôi lời của Chúa ngày hôm nay nhắc nhở anh chị em và tôi là mình hãy nhìn vào bên trong, điều chỉnh những cái giá trị của tâm hồn, để rồi từ đó từ đó mà cái niềm vui, cái bình an, cái tin mừng của Chúa nó có được tràn đầy trong tâm hồn, trong gia đình của chúng ta, và qua gia đình của mình mà những cái niềm vui bình an của tin mừng đó cũng được chia sẻ cho bao nhiêu người chung quanh. Một vài cái tâm tư chia sẻ với anh chị em như vậy. Tất cả mọi sự đều có cái nền tảng của đức tin.